Hải sản 75 cành của bà Ba Lão rẻ nhất Sài Gòn nhưng lại gây quá nhiều tranh cãi. 75.000 là ba cua hai tôm hùm thì đổi lại được cho tụi em luôn. Đổi luôn tại chỗ. Tại vì những cái này đó chị mua là người ta bao chị. Chị đổi thì trả lại cho người ta được. Đó cho nên chị mới bao tụi em, chứ còn nếu mà người ta không bao là chị đâu có dám bao. Thật sự đi khắp Sài Gòn cũng không kiếm được một cái chỗ nào lại bán cái giá này luôn á mọi người. Đã vậy còn bao ăn bao đổi trả luôn nha mọi người. Có vấn đề gì thì chị sẽ đổi trả cho mọi người luôn. Tôi thấy đa phần là mọi người không có tin cái mẹt này 75.000 thiệt. Mọi người nghĩ là chiêu trò marketing thôi. Nhưng mà hôm nay tôi tới là đúng thiệt nha mọi người. 75.000 ba con cua hai con tôm. Rất là nhiều ý kiến trái chiều cho là tôm thúi cua thúi á mọi người. Nhưng mà với mức giá này mà được như thế này thì rất là ok rồi. Với lại còn đổi trả cho mọi người nữa. Ví dụ như mọi người ăn mà có thấy vấn đề gì thì sẽ được đổi trả bao hết cho mọi người luôn. Tùy điều kiện kinh tế của mọi người mà mình sẽ có những cái lựa chọn khác nhau. Nhưng đối với những người có điều kiện kinh tế không được tốt hoặc là sinh viên học sinh như tụi mình á thì với mức giá này đã là ổn áp rồi mọi người. Bỏ qua cái mẹt hải sản đi thì bên đây còn có rất là nhiều món luôn, giống như là những cái món nướng nè, những cái món lẩu nè. Món nướng bên đây là chấm với ba loại sốt của mọi người, khá là ngon luôn nha. Có sốt phô mai, sốt trứng muối với lại sốt chanh dây. Trời má ơi, đây là cái món mà tôi thích nhất của bò Ba Lão luôn nha. Tôm nướng trái thơm, trời ơi nó ngon dữ lắm luôn á mọi người. Bên trên có phô mai kéo sợi rất là thơm và béo luôn nha. Con tôm thì to giòn. Còn đây là đậu hũ khói lửa nha mọi người ơi, cho nói nó phun trào ra nè mọi người. Trời ơi, nhìn nó đã gì đâu luôn, mở ra là thơm phức. Mà quá trời nhiều hải sản luôn nè. Địa chỉ quán tôi sẽ để ở trên đây nha.